đi tìm quả sản ở trên đồi nhá. Ngân đây, con dao này là. Đây, cái quả sản đấy. Ừ, bạn Ngân Hàng lên sẽ lên trên đấy hái nha. Anh trèo lên trên đồi đấy. Bạn trèo rất siêu nha. Đây là quả sản này. Đấy. Các bạn xem quả sản vừa nhìn vừa nhặt được đi. Đây, quả sản nhá. Đây là cái chùm sản này, đã chín này. Đấy, trồng được cái hạt đen đen nhé. Hai ba con mình ra đằng kia đi. Bà vẫn còn thấy mấy cây cái sản đấy. Con cho vào rổ của mình đi. Đây này. Đấy, những quả sản đấy. Bây giờ hai ba con mang về nhà rồi. Bóc từng quả sản ra cho các bạn xem nhá. Bây giờ Ngân Hà sẽ bóc từng quả sản cho các bạn xem nhá. Các bạn xem nào. Cái hạt sản mình vừa bóc được ấy. Đây. Chào các bạn đi con. Hôm nay bạn Ngân Hà sẽ đi tìm quả sản ở trên đồi nhá. Ngân ơi, con ra đằng này là. Đây, bạn Ngân Hà đang trên đường ra đằng này nhá. Thì bạn Ngân Hà đang quan sát lên trên đồi nhá. Thấy chưa? Xa xa là mấy quả sản kìa, màu đỏ đỏ kìa. Trên kia kìa, các bạn nhìn nhá, zoom cho các bạn xem nhá. Đây, cái quả sản đấy. Ừ, bạn Ngân Hà lên sẽ lên trên đây hái nhá. Ngân Hà đang trèo lên trên đây. Đang trèo lên trên đồi đấy. Bạn trèo rất siêu nhá. Mới có 2 tuổi thôi mà bạn đã trèo lên như này rồi. Quá siêu. Bạn Ngân Hà đang đứng ở đây nhá, chờ ba nhá. Để ba dàng kia thì ba lấy quả sản nhá. Đây, hai bà con đang đi ra đường này. Con đứng ở đây thôi nhá, chờ ba nhá. Đây là quả sản này. Đấy. Bây giờ là ba sẽ ngặt cho bạn Ngân Hà. Để Ngân Hà cho vào nhá. Xa làng kia có mấy quả kìa. Các bạn xem quả sản mình vừa nhặt được đi. Ê, quả sản nhá. Bé tí nhá, bạn đã lên được đồi rồi đấy. Siêu lắm. Bạn lấy sản đấy nhỉ. Con đứng đây chờ ba nhé, để ba ngặt cho mấy quả nữa nhá. Hai bà con vừa có ngặt được một tí thôi mà đã sắp được một rổ sản rồi đấy. Tí về ba con bóc lấy hạt nhá. Tí ba con mình ra chỗ kia, ba con mình bóc lấy hạt nhỉ. Ê, con ơi, ra một quả rồi, con nhặt vào đi. Đây này. Một quả đây. Đấy. Nhặt vào nhá. Thì bạn đang chờ này, đây là cái chùm sảng này, đã chín này. Đấy, trồng được cái hạt đen đen nhé, thấy chưa? Người ta có cái khác, người ta gọi là quả gì nhỉ? Hạt rẻ lước đấy. Nãy con cầm con cho vào rổ của mình đi. Đấy, những quả đã già nó như thế đấy. Đấy, bạn đang cầm cho xem nhá. Thì một cái sảng nữa đây, thêm một quả nữa rồi. Rất nhiều sảng nhá. Các bạn xem đấy, cái quả sảng này rất ngon. Dưới suối không có đâu, trên đồi mới có đấy. Đã đang quan sát này, đây là được hai bà con đã lấy được một rổ sảng rồi đấy. Nhiều lắm nhá. Hai bà con mình ra đằng kia đi. Bà vẫn còn thấy mấy cây kìa. Đẹp lắm. Nào đi thôi. Là những cái sảng mà quả nó chín ý, thường thường thì nó màu đỏ nhá. Đây này, những quả sảng chín là từ màu đỏ này. Đấy, thấy chưa? Bây giờ là ba bạn Ngân Hà sẽ đặt những quả sảng này nhá. Đây con, đây này, con cầm lấy nào. Đấy. Đây là cái sảng đấy con ạ. Cái sảng đấy. Con cho vào rổ của mình đi. Đây, bạn Ngân Hà đang vất vả, đang chờ ba để lấy đây này. Đây là quả sảng này. Ngân Hà con cho vào đây. Đi lấy xong nhá. Hai bà con đi xuống dưới. Và sẽ đi một chỗ khác nhá. Đây. Đường rất khó đi. Bạn Ngân Hà không xuống được bây giờ. Ba phải hộ Ngân Hà. Để Ngân Hà xuống đây. Anh trên đường xuống con nhỉ. Wow, đã xuống được đến nơi rồi.
Tướng ơi. À, đang trên đường đi tìm tiếp nha. Ừ, đang này này. Cây vải sai này, nhìn thấy chưa? Đấy. Cây vải sai lắm nhỉ. Đây, bạn nào đang trên đường nhá, đi đi nhá. Đi tìm những quả sả nữa nhá. Trong này có cả đồi vải đấy. Vừa bạn ngân hàng có chỉ đấy, nhỏ. Sướng lắm. Ờ. Đây. Cái này đứng đây chờ ba nhá. Bởi ba lên kia kìa. Xa xa à. Nhìn thấy một cái chùm sả kìa. Đấy. Bây giờ ba sẽ lên đây hái. Đang đi trên đường tìm tiếp đấy. Đây là cái rổ sả này. Đấy. Đây là người ta gọi là hạt rẻ nước này. Rẻ nước đấy. Lúc chín màu đen đen nhé. Tí về mình ấy lên là mình ăn được đấy. Tìm tiếp thôi. Thì bạn người nào đang đứng chờ ba đây. À, trên kia kìa. Cây sả màu đỏ đỏ nhá. Bạn lên lấy đây. Quả sảng đây chín màu đỏ đây thì bắt đầu hái nhá. Các bạn nào chờ nhá, cái nào đừng lấy chờ thôi nhá. Đây này, đấy những quả sảng đấy. Đây, bạn nào đã hái được rất nhiều sảng và đầy giò sảng rồi đấy. Bây giờ hai bạn con mình ra ngoài nhá. Ngân này ơi, ra ngoài đi, không sao đâu, đi ra ngoài đi. Đấy, xong là hai bạn con sẽ bóc sảng nhá. Các bạn đang trên đường nhá. Bây giờ hai bạn con mang về nhà rồi bóc từng quả sảng ra cho các bạn xem nhá. Quả sảng nó gần chín thì nó cũng màu trắng ấy, nó không phải là màu đen đâu. Cái hạt bên nó bên trong của nó ấy nhờ. Ngân này, con về đằng này đi. Ừ, rơi mất quả rồi. Đây này, rơi mất quả sảng rồi. À, có thể bạn nào. À, đi về thôi. Hai bà con đã lấy được những quả sảng về đến nhà rồi. Bây giờ Ngân Hà sẽ bóc từng quả sảng cho các bạn xem nha. Ô, cái ý nó dùng hết vào cả hạt rồi con ạ. Cái ý là cái hạt quả sảng nó chín ý, thì hạt nó màu đen đen ý. Đấy. Thế này con ạ ơi, bây giờ mình bóc đi. Những quả như này. Đây, những cái hạt nó màu đen đen đây này. Bây giờ Ngân Hà sẽ bóc hạt ra những cái rổ kia nha, cho các bạn xem nhá. Đấy, bóc những cái hạt đen đen đấy ra nhá. Ừ. Đây, những hạt sảng đen đen này thì tối thì hai ba con rang lên nhé, ăn như hạt lạc đấy. Con ngặt đi. Đấy. 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 Bạn Ngân Hà đang ngặt những hạt sảng đây này. Hạt sảng màu đen nhá, những quả nào già thì màu đen này, quả gần già nó màu lâu nhá. Quả non thì nó màu trắng nhá. Đấy. Các bạn ở xuôi là không biết đâu. Rồi những quả sảng này là rất siêu ấy. Đây. Nên là giơ cái hạt sảng cho các bạn xem nào. Cái hạt sảng mình vừa bóc được ấy. Đây, nó giống như hạt lạc nhá, ăn ngon lắm, bùi lắm. Ừ. Ở một số nơi ở trên mình người ta gọi là hạt rẻ nước đấy. Đây là bạn là đã bóc được những hạt sảng sắp xong rồi đấy. Đây vẫn còn một tí này nữa. Bây giờ là bạn là cũng đang bóc đây những hạt sảng màu đen đen nhé. Nhìn rất đẹp, các bạn nhìn thấy không? Rất ngon. Dạ, thế nào nhỉ? Ngon lắm. Cái này mà tối nay mà rang lên thì tuyệt vời đấy. Ăn như hạt lạc. Ừ, ăn như hạt lạc ấy nhờ. Ừ, bùi lắm. Thế nào ơi, có hai cái hạt vãi ra đây này không? Con nhặt vào đi. Đây này, hai hạt sảng vãi ra đây rồi. Đấy. Đấy, bạn ngà đã bóc xong rồi. Đây là những hạt sảng nhá, nhìn rất ngon nhờ, cái nào nhờ.
nhà sản đấy. Đây là món đặc sản ở miền núi đấy. Không ở chỗ nào có đâu, ở dưới xuôi thì muốn ăn không có mà ăn đấy. Đây này, hạt sản rất bóng. Cái hạt màu trắng trắng là hạt nó cũng già, nhưng mà nó vẫn còn chưa được già lắm. Còn bạn nào đang quá trình bóc đấy. Xong rồi đấy nhỉ, tí nữa Ngân Hà Ba bên Ngân Hà Giang lên nhá. Bạn Ngà đang ngửi đấy, thơm nhỉ. Thơm lắm. Ngân Hà chào tạm biệt các bạn đi con. Hai ba con hẹn gặp lại các bạn ở những chương trình sau nhá. Bây giờ là hai ba con bóc vớt những hạt sản xong là tối rang lên để ăn đây, ngon lắm.